Phan Hiển chán vì Khánh Thi đi vé hạng thương gia, còn mình chỉ được đi hạng thường. Có sự khác biệt không hề nhẹ giữa vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển khi đi máy bay. Lý do đến từ việc Khánh Thi đang mang bầu. Cuối tuần qua, nữ kiện tướng đang support Khánh Thi có việc bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Cô ngồi máy bay hạng thương gia cả chuyến đi lẫn chuyến về. Chia sẻ hình ảnh của vợ trên máy bay, Phan Hiển cảm thán, nóc nhà tôi toàn đi hạng thương gia, còn tôi toàn đi hạng bình thường. Nghĩ đó chán. Câu đùa vui của Phan Hiển khiến dân tình chú ý. Nếu nhìn Khánh Thi hiện tại, người ta có thể hiểu lý do có sự khác biệt trong hạng vé máy bay của vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển. Ở tuổi 41, Khánh Thi đang mang bầu con thứ ba. Bụng bầu của bà xã Phan Hiển đã nhô ra khá lớn nên việc sử dụng vé máy bay hạng thương gia là cách để mẹ bầu. Khánh Thi tận hưởng và có điều kiện nghỉ ngơi tốt nhất trên quãng đường di chuyển dài, đảm bảo sự thoải mái tối ưu cho cả mẹ bầu và em bé trong bụng. Những tháng cuối thai kỳ, Khánh Thi thường xuyên bị chuột rút, đau lưng và mệt mỏi. Khánh Thi chia sẻ, tiểu đường cũng chuột rút, nằm ngồi cũng bì. Bắt đầu giai đoạn hắt xì hơi là đau và vươn vai thức dậy buổi sáng là chuột rút, bị chuột rút từ chân nọ sang chân kia. Mỗi lúc khó chịu, Khánh Thi đều có Phan Hiển và hai con nhỏ Kubi, Anna bên cạnh chăm sóc giúp mẹ bầu vượt qua. Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi đình đám của làng thể thao Việt Nam. Trải qua nhiều sóng gió, cặp đôi đã có một gia đình hạnh phúc với hai con nhỏ đáng yêu và một em bé sắp chào đời. Con trai của Khánh Thi, Phan Hiển, bé Kubi Minh Cường còn nổi tiếng khi giành huy chương vàng giải đan sport thế giới ở nội dung dành cho thiếu nhi. Còn con gái Anna Vương Diễm được yêu mến bởi vẻ ngoài lanh lợi, dễ thương. Mới đây, trong một chương trình thực tế, hai nhóc tỷ nhà Khánh Thi, Phan Hiển phải đối mặt với tình huống khi người lạ cố tình tiếp cận và muốn đưa Anna đi. Nghe lời dặn của bố, Anna nhất quyết không đi theo người lạ và liên tục yêu cầu người này tránh xa mình và phải gọi điện cho bố để xác nhận. Còn Kubi ở bên cạnh cũng nắm chặt tay em gái bảo vệ em trước người lạ. Khi thấy Phan Hiển xuất hiện, sự mạnh mẽ của Anna đã trở thành giọt nước mắt. Anna ôm bố khóc òa vì vừa trải qua cảm giác sợ hãi trước người lạ. Là một gia đình điển hình trong giới thể thao, chuyện nhà Khánh Thi, Phan Hiển luôn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.